hai mọi người, bây giờ mình vô trong đây nhá, là một tàu tên là Milky, cách nhà mình khoảng 15 tới 20. Và bây giờ mình còn quay cái buổi tiệc ăn với tất cả mọi người nha. Đây là con trai mình đây. Uống trà hả? Con uống trà hả? Con trà chỉ mới mùi. Cái này giống như là... Đây là cái menu nè các bạn. Mình sẽ dẫn ra xem trong đây nó có gì. Menu thì đang quay du lịch cho mẹ. Xem có súp rồi đó nè. Chỉ có cho đá bụng thôi. Đó là mẹ cua lúc nào quay. Hay là tạo cho ăn. Sáng giờ chưa ăn mì hả? Hủ tiếu, Hồng Kông. Cơm dĩa. Mẹ cua ăn gì vô tới tối không? Mẹ có ăn món nhiều quá không? Làm được sáng tối, tối ăn. Có dù khi đâu không có lòng bạn. Các đồng chí đói bụng phải không? Mắc cỡ không? Em nói cho em xin miếng cơm với nha. Mắc cỡ không dám nói thôi. Anh hiểu cho pepper nó cay lắm. Nó cay lắm nha. Ngon hả? Ông vịt ngon hả? Nè con, tay ba kia đâu? Tay kia đâu cầm muỗng? Cầm, múc đi. Cái này lấy đồ vào. Thôi chú, thôi sẽ quay tay đi. Nick này hát cái dầu. Quay chút. Quay ngon không? Yeah. That's good. Nè, quay các bạn. Nè nè. Cắm nè. Hả? Ờ, tư bên. Ờ, đã múc hoa ok. Không biết, lúc nào thích thì anh thích được không mà. Gái thích theo quay mà. Hả? Nói gì được. Rồi chị thích bỏ xào. Chị ở đây nó ăn rồi phải đợi bỏ xào. She like the fried noodle. Chọc. Còn nhiều đồ ăn. Đó, nãy giờ nó đầu đi á. Bỏ gì vậy? Múc cho gì vậy? Cái muỗng. Đó.
Dạ. Uống nước miếng không thích hả? Dạ. Uống. Hai mươi gram. À. Rồi rồi để mình dứt cho mày, dứt cho mấy. Rồi. Không giờ mình. Do you want to see him? You want some lice? I've already had lice. Sorry? I'm sorry. So you got my wife? And you want lice? No, he has to come here. How? No, you're still bald. No. Yo, yo, nè, cũng yo. 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 Rồi con ăn đi. Rồi nó ăn đi. Nè mẹ lấy, mẹ lấy đồ ăn cho con nha. Hay đi. Cái gì? Cái này hả? Không, có quậy. Hay đi. Con lấy cái này phải không? Nè. Mẹ, không có đụng. Nè. Chị bị chán ớt hả? Rồi đó. Nhà hàng mất tắt sao tụi mình ăn á. Dạ, sao nó khó ăn lắm. Không đổi chứ. Quay nè. Anh đi không có quay. Nè đi. Thank you. Anh này còn thôi đi em, anh nó cưới đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cái tiệm mất sắc sao chứ nó có cái món mà tới đường mèo lên cứ
trên mail mình tiếng Việt là gì? Thế trên mail mình Nước đắng á, cà thịt bò á. Vâng. Nước đắng, cà thịt bò á, sạch cái này. Nước sạch cái này á. Anh thử cái này đi. Anh thử cái cho gà nhà ăn để tự cái này chắc tôi đâu quá con không đâu lát ngồi hái bà hả đi tập đi có đời nào mà Harrisburg có cái này hả no way chưa có đâu. Ở dưới là lo là chân cuối cùng là khác nấu rồi đó. Ở dưới đó là chân cuối cùng mà trong Mỹ ăn. Nó mèo tỏi. Ở đây nè. Mà xô rồi. Cái này không ngắn ra. Bên kia chạy xuống gần hồi nãy đi ngang qua nó có cái tiệm Kissing for me Milky à Kissing for me Milky không ăn được nói lại mau cái confidence trời ơi người ta thương hỏi ghen chứ không thương không ghen làm bài hả ghen không ghen không có thời gian mà ghen chưa tìm ra cái lỗi nào ghen nhưng mà ghen vui lắm thấy không ạ khi mình nghĩ là cái cách của mình và bạn ấy rất vui mình ghen là mấy bạn phải vui vẻ mà mới hết ghen là xong dương nợ hết xong anh này xong chắc cũng hay luôn sao mà nhiều quá anh này ăn ngon tại vì hấp hồn mấy người mà không ăn nhiều quá phải bò sau khi tàn tiệc đây mọi người đồ ăn kia quá trời luôn bây giờ chút nữa những cái món ăn này mình sẽ cho sugo bỏ vô còn hai chị kia là đang ngồi tự tác nghiệp đó. Nhiều lắm. Hai mọi người bây giờ á cả gia đình của mình đã ăn xong rồi bây giờ mình sẽ up video vào đây và cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye.